chúng ta sẽ bước qua bài tập bảo gan số 56 ha. Thì trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau học bài máy chèo lướt nhẹ ha. Thì cái bài này nó chỉ có hai dòng thôi, cũng nhanh và đơn giản ha. Thì sau đây mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bài này nha các bạn. Đầu tiên các bạn chỉnh giúp mình điệu country tempo 80 tiếng piano ha. Rồi các bạn thấy bài này nó có hai dòng, thì dòng ở dưới là dòng của piano chúng ta không quan tâm, chúng ta đang học bảo gan nên chúng ta xem dòng trên thôi ha. Thì trong bài này chúng ta thấy nó có dấu hóa, dấu si dán ở hóa biểu này, cho nên tất cả các nốt si trong bài chúng ta phải đánh dấu dán nha các bạn nha. Rồi thứ hai là các bạn xem nó có những cái tiết tấu móc đơn này, các bạn nhớ đọc cho mình nha. Một và ha, hoặc là cái này là một và hai và ha, này đô la la này, biết một và hai và fa son la si đô 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 đó, các bạn để ý những cái chỗ đó đơn giản thôi ha các bạn ha. Hợp âm thì chúng ta chỉ có hợp âm hai triệu và đô bảy chúng ta đều học hết rồi, rất đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài này nha, đọc trước nha các bạn nha. Đô la la si son son fa son la si do 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 la la si son son fa la do do la 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 son 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 la si la 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 si do do la la si son son fa la do do la bốn hết hai hết chứ fa la do do la hai hết. Ok, các bạn chịu khó đọc nha, mình đọc lại lần nữa nha. Do la la si son son fa son la si do 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 la la si son son fa la do do la 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 son 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 la si la 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 si do do la la si son son fa la do do la hai hết. Ok, các bạn chịu khó tập đọc đều nhé, đọc đều rồi các bạn tập tay phải vô. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải vô một lần trước nha các bạn nha. Do la la si son son fa son la si do 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 la la si son son fa la do do la 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 son 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 la si la 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 si do do la la si son son fa la do do la hai hết. À các bạn, cái đoạn này thì các bạn chỉ chú ý giúp mình là có nốt si dán ha, nhớ đánh cái nốt si dán này giúp mình, còn các nốt nhạc nó đều nằm trong ngón tay của mình rồi nên mình không quan tâm lắm nha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh tay phải vô nha. Với trống 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi vô nha. Quen rồi thì cái bài này các bạn tập chút là được à nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh hai tay nha các bạn nha. Lần nữa ha, mình cùng nhau tập lần nữa rồi mình kết thúc ở đây nha.
vậy là mừng với các bạn vừa tập xong cái bài này ha. Chúc các bạn tập thật tốt nhé. Xin chào các bạn.